Hồng Dưa si biết Địch nghệ Nhật Ba bị đổ kỵ Dương Mịch quay lại với người đại huân Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như Họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa tin đồn xung quanh các ngôi sao Và các bộ phim do các blogger tung ra Mặc dù đó đều là những tin tức chưa được xác nhận Nhưng vẫn được dân mạng từ trung sang Việt chú ý Thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Thứ nhất, Dương Mịch quay lại với Ngụy Đại Huân. Khoảng thời gian trước đây, Dương Mịch trong một bài phỏng vấn có nói cô ấy đang độc thân, trong khi đó Ngụy Đại Huân bị chụp hình nắm tay một cô gái nên tin tức hai người họ đã chia tay cũng nhanh chóng được lan truyền. Tuy nhiên Ngụy Đại Huân nhớ mãi không quên Dương Mịch và có ý muốn tái hợp, còn Dương Mịch chỉ muốn hẹn hò, chứ không có ý định tái hôn. Nhưng cô ấy cho rằng có một người thích mình như vậy ở bên cạnh cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Hơn nữa đừng thấy nhiệt độ của Ngụy Đại Huân không cao, trừ gia đình anh ấy thể mạnh, bối cảnh lại sâu, có thể mang tới cho Dương Mịch những tài nguyên nhất định. Cho nên nếu một ngày nào đó mà hai người họ lại tay trong tay thì các bạn đừng ngạc nhiên, làng giải trí chuyện gì bất ngờ cũng xảy ra được cả. Thứ hai, địch đại Nhật Ba đắc tội với nhiều người. Gần đây bởi vì địch đại Nhật Ba cướp mất ánh đèn sân khấu của nhiều người, cho nên cô ấy đang gặp phải khá nhiều khó khăn trong làng giải trí. Chỉ có điều, Nhật Ba lại không quá quan tâm đến tình huống hiện tại của bản thân. Dù sao thì cô ấy cũng có đủ năng lực để đối phó với chuyện này. Quan trọng nhất là chuyện khó khăn lần này cũng không ảnh hưởng gì tới công việc của Nhật Ba. Cho nên với khả năng của cô ấy thì là mối đe dọa hay khó khăn gì cũng sẽ không phải là gánh nặng cho cô ấy. Thứ ba, liên minh của Đặng Siêu Lộc Hàm và Trần Hách đổ vỡ. Những năm qua mối quan hệ của Đặng Siêu Lộc Hàm, Trần Hách vẫn luôn được duy trì ổn định. Mặc dù sâu giải trí của ba người không đạt được thành tích tốt, nhưng họ sẽ không vì chuyện này mà khiến liên minh đổ vỡ. Ngoài việc cùng tham gia sâu thì Đặng Siêu Lộc Hàm chân hãy còn cùng nhau đầu tư vào nhiều lĩnh vực, mỗi năm đều kiếm về một khoản lợi nhuận lớn. đây chính là lợi ích thực sự khi họ ràng buộc với nhau. sự kết hợp của ba người họ cũng rất tinh tế, có lưu lượng, có thực lực, lại có khả năng kinh doanh. nhưng làm sâu thì không ổn cho lắm. đúng là có những chuyện không thể ép buộc được. thứ tư, dương dương không thích việc sao đáp couple, chỉ còn điều bên thanh xuân hoàn du kỳ ba đã đề nghị anh ấy, còn muốn anh ấy và giả linh cùng khéo léo tạo ra chủ đề cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại